Nhà đất TV xin kính chào anh chị cô chú khách hàng. Ngày hôm nay em xin chia sẻ đến quý anh chị cô chú khách hàng một căn biệt thự nằm ngay trung tâm quận Bình Tân quý anh chị cô chú. Thì căn biệt thự em muốn chia sẻ nằm tại khu dân cư Tên Lửa. Ở đây là thuộc phường Bình Trị Đông Bê, quận Bình Tân. Và căn biệt thự này á nằm sát với đường số 7 và đường Tên Lửa luôn nha quý anh chị cô chú. Đây là cái hướng mà đường số 7 trước mặt này quý vị. Thì tại đây á là kế bên ngã tư đường Tên Lửa và là đường số 7. Tại vị trí căn nhà này mình đi đến siêu thị Aeon Bình Tân nó tầm khoảng là 3 phút thôi quý anh chị cô chú. Và căn biệt thự trước màn hình đây là căn biệt thự em muốn chia sẻ đây ạ. Căn biệt thự này thì có diện tích chiều ngang là 10m nha quý anh chị cô chú. Với thiết kế xây dựng là một trệt 3 lầu và một lửng nha quý vị. Bên dưới của mình sẽ có một cái tầng hầm để xe. Đây, bây giờ mời quý anh chị cô chú vào bên trong để tham quan thử căn biệt thự này nha. Quý anh chị cô chú em xin chia sẻ lại nha, nhà của mình có diện tích chiều ngang là 10m và chiều dài là 22m nha. Với thiết kế xây dựng của mình là một trệt, một lửng, 3 lầu nha quý vị. Đó, có hầm để xe nha. Và hầm xe máy của mình, xin lỗi là hầm của mình để được 2 chiếc xe ô tô 7 chỗ luôn. Đây. Thì nói chung á, ở căn biệt thự này á thì em sẽ chia sẻ cho quý anh chị cô chú biết rõ cái vị trí và cái chất liệu xây dựng, cái thiết kế bên trong như thế nào thì quý anh chị cô chú mình tự xem và cảm nhận nha. Cái phần này nói chung là cái nhà nó quá đẹp đi. Thì em cũng sẽ nói ít lại để cho quý anh chị cô chú mình xem và mình sẽ tự cảm nhận về cái vị trí nhà cũng như là cái thiết kế bên trong như thế nào. Và em xin chia sẻ cái diện tích và cái giá trị thôi. Đó. Thì em xin nhắc lại nhà của mình á là chiều ngang 10m, chiều dài là 22m. Và mình có hai mặt tiền nha quý anh chị cô chú. Mặt tiền phía trước của mình là mặt tiền đường số nội bộ, kế ngã tư đường Tên Lửa với lại là đường số 7. Đó, còn mặt tiền phía sau của mình là cái đường cũng là đường nhựa, đường nội bộ của khu này luôn. Ở đây là thuộc phường Bình Trị Đông Bê, quận Bình Tân nha quý vị. Nhà của mình thì ở đường số 24B. Đó, đây là phần bên trong nhà nha, nội thất của mình sử dụng toàn bộ là gỗ hết quý vị, nhà rất là đẹp luôn. Để quý anh chị cô chú mà xem á thì em sẽ chia sẻ quý vị. Căn nhà này hiện tại gia chủ đang muốn bán á quý vị là 35 tỷ nha. Đó. Thì giá còn thương lượng cho quý anh chị cô chú nào mà mình đi xem thử và sau đó mình thấy ưng thì mình trả giá nha quý vị. Rồi. Thì cái nhà này em xin chia sẻ là nhà có sổ hồng hoàn công đầy đủ, giấy tờ pháp lý hợp lại hết nha quý anh chị cô chú. Đó. Đây là cái phần phía sau, phần bếp nè, phòng ăn nè, nhà vệ sinh nè. Nói chung là nhà này cũng là mới xây thôi. Nói chung là nhà mới xây, nhà còn rất là đẹp quý vị cô chú. Do gia đình có nhu cầu di chuyển chỗ ở đi nơi khác cho nên là cần bán lại, cần chia sẻ lại. Cho nên là đang rất là cần bán, quý chị cô chú nào mà có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp số điện thoại là 0909049383 nha. Gặp em là Phú hỗ trợ cho quý chị cô chú đi xem căn nhà này nha quý vị. Đây là cái phần hẻm phía sau này quý chị cô chú ơi. Đó, hẻm phía sau của mình là hẻm nhựa 8m luôn nha. Ngoài sau mình có thể là mình để xăng, mình để tiệc được luôn quý vị. Mình để xăng, mình để tiệc 20-30 bàn vẫn được luôn nha. Cái hẻm ngoài sau, cái đường đó là đường số luôn chứ không phải hẻm, rất là rộng quý vị. Đó, thì em xin chia sẻ lại nha. Nhà của mình á là có chiều ngang là 10m, chiều dài là 22m. Thiết kế xây dựng là một trệt, một hầm, 3 lầu nha quý vị. Đó. Rồi, quý chị cô chú nào có nhu cầu thắc mắc thì liên hệ trực tiếp số điện thoại phía dưới em vừa đọc nha quý vị. Đây là cái lối cầu thang đi lên quý vị. Và bây giờ mình lên trên lầu 1 nha. Thì căn nhà này quý vị cô chú ơi, em quay nhưng mà em quay do em quay nó bị cắt khúc, em không hay quý vị. Cho nên là em quay chỉ được lên lầu 1, lầu 2 là nó hết cái video của em không hay. Quý chị cô chú nào mà có nhu cầu muốn xem á thì
liên hệ trực tiếp với số điện thoại phía dưới nha, em sẽ dẫn cho quý anh chị cô chú đi xem trực tiếp căn nhà này luôn à. Rồi quý anh chị nào mà muốn xem sổ hồng á thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại của em phía dưới nha, em sẽ cho quý anh chị cô chú xem sổ hồng qua Zalo cũng được, hoặc là đến gặp trực tiếp chủ nhà xem nhà luôn đó. Rồi còn cái phần nội thất và cái tất cả các phần trang trí trong căn nhà này thì quý anh chị cô chú mình xem và mình tự cảm nhận như quý vị đó. Em thì nói chung quay cho quý anh chị cô chú xem và sau đó là mọi người mình xem và mình tham khảo, thứ nhất là cái vị trí nhà, thứ hai là cái kết cấu nhà, và cái cuối cùng là cái giá nhà chủ nhà muốn chia sẻ đó quý vị. Thì em xin chia sẻ lại là cái giá của chủ nhà em muốn chia sẻ là 35 tỷ, 35 tỷ còn thương lượng nha quý chị cô chú. Rồi quý vị nào, cô chú nào mà có nhu cầu thắc mắc thì liên hệ trực tiếp số điện thoại phía dưới nha. Em quay đến đây thì em quay phòng này xong là nó kết thúc clip rồi quý vị. Quý chị cô chú nào mà muốn xem thì liên hệ trực tiếp lại số điện thoại của em phía dưới nha. Thì em xin nhắc lại như quý vị, nhà này có một trệt một lửng ba lầu nha, tại vì cái clip này em quay có một trệt với lại một lầu cho nên là còn phòng phía sau nữa nha quý vị. Rồi cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi, xin chào.